Chào các bạn, tôi là Vui Vẻ. Lâu lắm mà không xuất hiện trên The Reviewer toàn để quái đọc. Từ đất nước mặt trời mọc đến với bộ phim Nhật Bản bị bắc màu. Bắc màu ở đây không phải là bị cấm chiếu mà là do thời điểm đó chưa có nhiều điều kiện để sản xuất phim màu. Với tuổi đời ngang với cha ông của chúng ta nhưng lại là tác phẩm điện ảnh vĩ đại với rất nhiều giải thưởng đạt được. Dù không có các pha hành động cao trào hay là nhiều tình huống lãng mạn cảm xúc nhưng vẫn được chuyển thể thành nhiều phim sau này và là nguồn cảm hứng cho vô vàn phim sau này khác, kể cả mấy bộ bạn ưa thích như là siêu anh hùng hay là hành động tội phạm. Và nếu bạn muốn biết tại sao cái của nợ bị bắc màu dài hơn 3 tiếng này lại có thể trở thành tác phẩm điện ảnh vĩ đại thì hãy để tôi phân tích bộ phim này một cách vui vẻ và dễ hiểu nhất có thể. Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích sàng với bộ phim Alibaba và 40 tên cướp, 7 Samurai và 40 tên cướp. Với lối kể chuyện nghệ thuật giàu hình ảnh, Akira Kurosawa, cái ông đạo diễn phim này, đã trở thành một trong những nhà làm phim đi trước thời đại trong việc tạo ra những mối tương quan, sự hoài nghi, tính nhân văn cũng như là chủ nghĩa cá nhân. Điều đó thể hiện và khắc họa trong từng nhân vật, cảnh quay, nội dung và ý nghĩa xung quanh bộ phim. Đầu tiên là về cách xây dựng câu chuyện cùng nhân vật. 7 Samurai là câu chuyện nói về một ngôi làng Nhật Bản vốn phải hứng chịu nhiều khó khăn, Putin thì cắt khí đốt, không có xăng để đi làm, VN Index tụt xuống 1.000 điểm. Không những thế, người dân còn phải đối mặt với 100 cái trạm thu phí dưới dạng là 40 tên cướp hung hãn nhìn đời bằng một con mắt. Trước tình hình ngôi làng có thể bị tấn công thì trưởng làng đã họp một người lại và quyết định thuê về 7 Yasuo để bảo vệ ngôi làng. Tất nhiên là không dễ gì để thuê Yasuo aka Samurai, bởi vì nông dân khi đó là tầng lớp đáy xã hội, còn Samurai thì là vua mọi nghề, đi đâu cũng được trọng vọng. May là cái trưởng làng uy quy vô cực, chỉ thuê mấy ông Samurai làm freelancer thu nhập 3 tháng 1 triệu, miễn là biết cầm kiếm và tóc để búi. Họ kiếm được Samurai đầu tiên là Samurai đầu trọc, một Samurai không có búi tóc. Thế là có, nhưng mà ông này cạo đi để giả làm sư cứu người. Ông là thủ lĩnh của nhóm, một Samurai có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh. Người đã không bét kèo thì thôi, chứ một khi đã bét thì auto trắng giấy. Samurai đầu trọc đồng ý tham gia nhóm và giúp những người nông dân tìm kiếm thêm 6 Samurai khác. Tiếp theo là Samurai Sun, người chơi hệ cung thủ. Người nói rằng ông tham gia vì đánh cướp chứ không phải là vì thích tính của Samurai đầu trọc. Tiếp theo là Samurai mít ướt, với tuổi đời chưa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mong muốn trở thành đồ đệ của một kẻ thua cuộc như Samurai đầu trọc. Anh là Samurai duy nhất trong phim có người yêu và đóng vai trò là Như Trấn Thành trong team. Samurai sống dai, đồng đội cũ của Samurai đầu trọc, người tham gia vì vẫn tin rằng Samurai đầu trọc chưa lừa anh em bao giờ. Kéo nén chặt lắm, tin tôi đi, tôi lừa anh em bao giờ chưa? Thì em tin mà, mấy lần trước chỉ ra D thôi em đã chết đâu. Samurai chúa hề, thủ lĩnh tiếng cười, thần đồng trẻ củi, người có nụ cười quyến rũ đốn tim mọi fan girl. Samurai Pro, Boy One Champ Yasuo thông thạo 7. Samurai nhà người ta trong truyền thuyết, người xuất hiện phần lớn thời gian chỉ để phô diễn kỹ năng múa kiếm của mình bằng cách ăn mạng hoặc là hỗ trợ đồng đội ăn mạng. Và Samurai Faker, nhưng mà không phải là Faker của T1, mà là do anh nông dân nhưng giả làm Samurai, người luôn cố chứng minh mình là một Samurai thực sự bằng cách cầm theo thanh kiếm khác với các Samurai khác, hành xử khác với các Samurai khác, và chứng minh thư nhân dân thì ghi số tuổi tỷ lệ nghịch với nếp nhăn trên mặt. Anh tham gia với sứ mệnh là kết nối nông dân và Samurai và tạo ra một công thức tối thượng thường hay có ở mấy bộ manga mang tên sức mạnh tình bạn. Nhờ có các Samurai giúp đỡ huấn luyện những người nông dân và bảo vệ làng, khi bọn cướp tới tấn công thì mặc dù trận chiến diễn ra rất khốc liệt, một số Samurai và nông dân đã thiệt mạng, nhưng mà cuối cùng dân làng lại chiến thắng. Cuối phim là cảnh những người nông dân vui vẻ trong vụ mùa mới, trong khi các Samurai tiếp tục chuyến hành trình của mình. Bên cạnh lối kể chuyện lôi cuốn và dễ hiểu, không thể không kể đến những sáng tạo trong nội dung của phim với những tình tiết nghe có vẻ ngược đời nhưng lại cực kỳ gây tò mò. Như là Samurai giúp nông dân để kiếm bát cơm này, Samurai cho tiền nông dân để mua cơm cho Samurai ăn. Thì đã làm thuê xong rồi lại còn phải đi cho tiền để mua ăn. Samurai với cơn ác mộng mang tên nông dân và nông dân với cơn ác mộng mang tên Samurai. Những chi tiết đối ngược này không khiến cho người xem cảm thấy phi lý, mà thay vào đó họ tò mò theo dõi bộ phim để hiểu nguyên nhân vì sao. Phim cũng thành công một phần là nhờ diễn xuất của các nhân vật trong phim đều rất nhập tâm, đặc biệt là sự xuất thuần của hai nhân vật gạo cội, Toshiro Mifune trong vai Samurai Faker, Takashi Shimura trong vai Samurai đầu trọc, khiến người xem bị ấn tượng cực kỳ sâu sắc bởi sự thể hiện của họ trong phim và giúp bộ phim trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều, dù không có màu sắc loè loẹt trong skin game lửa chùa các thứ. Điểm hấp dẫn tiếp theo về phim này là các cảnh quay và âm thanh. Mặc dù với điều kiện kỹ thuật và chất lượng đạo cụ máy quay khi đó và đạo diễn Akira Kurosawa cũng không có bất cứ phần mềm chỉnh sửa hay là tạo hiệu ứng nào, vậy nên là thay vì cố gắng tìm cách phát minh ra Adobe Premiere hay là Sony Vegas hay là DaVinci gì đấy, thì ông đã sử dụng những kỹ thuật quay cùng nhiều máy quay để thực hiện nó. Các kỹ thuật này tạo ra những khung hình và cảnh quay rất đẹp và chân thực. Ví dụ như là cảnh Samurai Pro đang khoai thông thạo này, mấy ông này đang bị đóng khung này, sử dụng cả slow motion luôn. Quả này con ngựa đá siêu ảo. Không khó để thấy Akira Kurosawa đã rất tỉ mỉ khi thực hiện các cảnh quay trong phim. Không chỉ đưa chủ thể quay vào trung tâm, Akira còn cố gắng tạo ra các cảnh nền để khiến chúng làm nổi bật chủ thể trung tâm của mình.
Điều đó khiến cho mặc dù không có được thiết bị hay là CGI hiện đại, các cảnh quay của Seven Samurai dù là chiến đấu hay là sinh hoạt cũng đều rất có hồn. Bên cạnh những kỹ thuật quay mà đến tận sau này chúng ta vẫn sử dụng thì 7 Samurai còn sở hữu màn soundtrack đỉnh của Chop là một sự kết hợp hài hòa với phim, tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem. Và cuối cùng, thứ khiến Seven Samurai trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại đó là chủ nghĩa nhân văn và đề cao hiện thực xã hội. Hai khái niệm trừu tượng và đầy ý nghĩa triết học này thì được đưa vào phim khá là khéo léo, thể hiện ở những chi tiết như là để trẻ công Samurai bằng gạo thì người nông dân phải ăn bo bo, Samurai ăn bo bo để lấy gạo đưa cho nông dân, Samurai liều mình cứu nông dân liều mình khiêng Samurai vừa ăn đạn. Và tương tự thì vấn đề hiện thực xã hội cũng được khéo léo đưa vào phim, như là nghề vua thì đi làm thuê cho nghề dưới đáy xã hội, ăn gà luộc thì chấm muối chanh, ăn bún đậu thì chấm mắm tôm, còn ăn đạn thì chấm hết. Ý tức là kiểu Samurai có 7 ông thì hy sinh 4 ông, trong đó cả 4 ông rồi ăn đạn chết, Samurai chúa hề cứu đồng đội xong ăn đạn này, Samurai tự sun thì tự dưng cũng ăn đạn này, Samurai pro thì ngầu đấy nhưng mà ăn một viên cũng ngủ này, Samurai Faker đâm được boss xong rồi cũng ăn đạn chết này. Nói chung là phim trung đại Nhật nhưng mà cứ như ngày thường của người Hải Phòng. Cuối cùng thì về cái chết của Samurai Faker và lũ cướp bị tiêu diệt thì mối liên kết giữa nông dân và Samurai không còn nữa. Samurai lại là Samurai, dân làng lại là dân làng. Không còn bất cứ mối liên kết chung nào nữa. Trong mắt người nông dân thì Samurai lại trở thành kẻ thù của họ. Cuối phim, Samurai đầu trọc lúc đó đã thở dài một tiếng và nói rằng: "Ah shit, here we go again." Nôm na là một lần nữa chúng ta lại thất bại, bởi vì sau trận chiến, quan điểm của nông dân về Samurai không hề thay đổi. Người nông dân vẫn sẽ hướng mắt nghi ngờ về phía Samurai. Việc các Samurai hy sinh giúp đỡ họ sẽ chẳng thay đổi được định kiến đó. Đó là lý do để Samurai đầu chọc nói rằng chỉ có nông dân chiến thắng, còn Samurai đã thất bại. Ok, kết lại thì Seven Samurai là một bộ phim hay, bởi nó có nhiều yếu tố để khiến người xem kiên nhẫn xem hết toàn bộ. Với cái giới hạn về công nghệ và kỹ thuật thời đó thì khiến đây chưa phải là một kiệt tác điện ảnh hoàn hảo, nhưng mà chắc chắn nó là một bộ phim có giá trị xem lại nhiều lần. Nếu có thể thì các bạn hãy thử xem và theo dõi bộ phim này, vì tôi có thể chắc chắn là nó sẽ không lãng phí 3 tiền đồng hồ của bạn. Và tất nhiên thì để trải nghiệm phim tốt hơn thì hãy mua áo của Chùm Cuối, nơi chúng tôi bán rất nhiều loại áo, game, phim, anime. Và chúng tôi còn mới mở thêm Chùm Figure, nơi mà chúng tôi bán figure. Chùm áo có cái gì thì figure có cái đấy, cả Genshin Impact các thứ trông đẹp phết, cả Marvel mà viết. Chi tiết và những khuyến mãi ưu đãi cực kỳ lớn thì sẽ có trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Tất là vui vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.